Chào cả nhà đến với Cát Tường Farm hôm nay nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 6, là cũng đã là 11 ngày vừa lockdown nè, cách ly toàn xã hội nè. Và hôm nay Cát Tường Farm sẽ cho cả nhà xem một trong những thùng ong đã được tách ra từ một thùng ong mẹ. Thì lúc đầu ông chúa non sẽ đẻ một cái vòng, cả nhà xem là cái vòng tròn đây nè. Đó, cái màu vàng chung quanh, hình giống như hình gọi là hình elip. Thì chúa tơ sẽ đẻ và từ từ cái màu vàng nó lan rộng ra, là có nghĩa là nhiều trứng được đẻ rộng ra để mà phát triển đàn. Thì đàn này là được hai cầu ong. Thì trong giai đoạn mùa mưa thì không thể nào mà mình khai thác, tuy là vẫn có mực nhưng mà không có khai thác được, tại vì mình phải để cho ong sử dụng cái lượng mực này để mà vượt qua cái giai đoạn mưa. Đối với những người nuôi khác thì họ sẽ là cho ong ăn đường để mà ong có mực. Tuy nhiên các tường farm sẽ không sử dụng cái phương pháp ấy. Đây, cả nhà nhìn xem nhé. Đó, cái màu vàng này nè, màu vàng tròn tròn, nó sẽ rộng ra nhiều. Khi ong mà đã già thì con ong thợ nó sẽ vít nắp lại, nó che cái nắp lại để cho con ong non phát triển, và tự con ong non sẽ chui ra. Đấy, được hai cầu ong. Cả nhà thấy tuyệt vời không? Vẫn có mật và vẫn có phấn. Đấy, ong rất là vàng, to. Tại vì cái giống ong này thì mình đã thuần chủng, cho nên là ong hiền, không có giữ như mới bắt ở rừng về. Đấy. Nuôi ong rất là thú vị, vì nó mang lại cái thứ nhất đó là cái kinh tế, đó là mình không phải mua mật ong ở bên ngoài, vì mình không chắc, vì cái ý định ban đầu của các tường farm là chỉ nuôi ong để mà thu hoạch một số mật để sử dụng trong gia đình. Nhưng mà mình cảm thấy rằng những cái điều tốt và những cái điều hay cho mọi người, mình muốn mang đến không chỉ cho gia đình mà cho những bạn bè và những người xung quanh mình được sử dụng những cái tinh túy, những cái tốt nhất. Cho nên là mình đã phát triển ra cái farm gầy nhiều đàn ong hơn để có đủ lượng mật để cung cấp cho các bạn, các anh chị, những người luôn ủng hộ các tường farm.